quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Để Bác Sĩ Lo, nơi cung cấp những thông tin y khoa đáng chú ý thông qua sự chia sẻ và tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Thưa quý vị, theo ước tính thống kê từ UNICEF thì có 12% thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi đang mắc các rối loạn tâm thần, bao gồm có lo âu và trầm cảm. Và cũng tương đương với con số này, tức là có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên đang gặp phải những chứng rối loạn tâm thần, nhưng chỉ có 20% trong số đó là được phát hiện, điều trị và hỗ trợ đúng cách. Rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên không chỉ gây ảnh hưởng đến cảm xúc, đến học tập, đến những mối quan hệ xung quanh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, có thể gây nên những căn bệnh nguy hiểm, những biến chứng khác như là trầm cảm hay là ảnh hưởng đến sức khỏe dài lâu. Vì vậy ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về rối loạn lo âu ở vị thanh niên quý vị nhé. Và hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia ngày hôm nay. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trâm, hiện đang là giảng viên của bộ môn thần kinh tâm thần khoa y trường đại học Nguyễn Tất Thành. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì chứng rối loạn lo âu ở giới trẻ đang ngày một phổ biến và đang ở mức báo động khi mà chúng ta thấy có rất nhiều những cái vụ việc thương tâm xảy ra chỉ vì các bạn trẻ vị thành niên này mắc phải chứng rối loạn lo âu nhưng không ai hay biết và không có sự giúp đỡ kịp thời. Thì xin nhờ bác sĩ có thể giải đáp cụ thể hơn rối loạn lo âu là một chứng bệnh như thế nào ạ? Cảm ơn MC Ngọc Nhi. Thì rối loạn lo âu hiện tại nó là một bệnh lý thuộc về hệ thần kinh, do nó rối loạn một số cái chất dẫn truyền trong hệ thần kinh mà thường người ta thấy nó liên quan đến serotonin, norepinephrine và GABA là nhiều. Thì trước đây các bệnh lý về rối loạn lo âu, trầm cảm này, người ta thấy cái tuổi khởi phát của nó thường là ở độ tuổi trung niên, thường khoảng cuối những năm 20 mấy tuổi và đầu những năm 30 mấy tuổi. Nhưng mà những năm gần đây thì cái độ tuổi nó đang ngày càng trẻ hóa dần, và những cái độ tuổi người ta nhỏ nhất người ta có thể ghi nhận rối loạn lo âu, trầm cảm nó có thể ở độ tuổi khoảng mới có 10 mấy tuổi thôi, ví dụ như 12 tuổi thôi. Và hiện nay thì cái vấn đề này nó ngày càng gặp nhiều hơn ở dưới trẻ, đặc biệt là những cái trẻ em, trẻ vị thành niên, và nó có thể đưa đến rất là nhiều cái hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống. Dạ vâng ạ. Thường khi chúng ta nói đến ảnh hưởng thì chúng ta sẽ nói ảnh hưởng sức khỏe nè, và ảnh hưởng đến cả cuộc sống nữa. Ngọc Nhi tin là những cái căn bệnh về tinh thần thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Thì cụ thể hơn ở đây, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống như thế nào ạ? Rối loạn lo âu đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người đó rất nhiều. Tại vì đặc điểm của nó là người bệnh lo lắng quá mức về nhiều vấn đề và người ta không thể ngưng được cái nỗi lo đó. Ví dụ như là chỉ cần có một cái sự kiện gì đó xảy ra thì người ta sẽ lo lắng, căng thẳng, suy nghĩ liên tục về cái vấn đề đó, mà mặc dù mình có muốn ngưng cũng không ngưng được luôn. Và bên cạnh đó có thể có những cái triệu chứng về mặt cơ thể đi kèm theo, ví dụ như bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, rồi cảm thấy bụng cồn cào này, có thể chạy ra chạy vô nhà vệ sinh hoài luôn. Rồi bệnh nhân có thể hơi run, bủng rủng tay chân, vã mồ hôi, hồi hộp, cảm giác khó thở, tức ngực chẳng hạn. Và liên tục như vậy trong suốt cái quá trình cuộc sống hàng ngày thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt hàng ngày và đến cái khả năng làm việc, học tập của bệnh nhân. Ngoài ra thì lo âu một thời gian dài nó cũng sẽ đưa đến một số cái bệnh lý khác, ví dụ như là có thể dẫn đến trầm cảm, lạm dụng chất, thì khi đó cái nguy cơ về các cái hậu quả nghiêm trọng nó sẽ ngày càng tăng nhiều hơn. Vậy rối loạn lo âu chúng ta có thể phân thành bao nhiêu loại và cụ thể đó là những loại nào ạ? Trong cái nhóm mà thuộc về các cái rối loạn trong chương về rối loạn lo âu thì có rất nhiều loại, ví dụ như là rối loạn lo âu lăn tỏ là cái bệnh lý mà thường gặp nhất. Rồi ngoài ra còn có rối loạn lo âu sợ xã hội này, hoặc là người ta gọi là ám ảnh sợ xã hội. Một số ám ảnh sợ đặc hiệu, ví dụ như sợ không gian hẹp, sợ khoảng rộng, sợ độ cao, hoặc là sợ máu, sợ côn trùng chẳng hạn. Ngoài ra ở trẻ em nó có lo âu chia ly, hoặc là một số cái loại lo âu biệt hình khác nữa. Ở giới trẻ hoặc vị thành niên thì hiện tại người ta thấy cái tỷ lệ mà rối loạn lo âu sợ xã hội là cái tỷ lệ thường gặp nhất. Và tỷ lệ này có thể lên đến 10,7% trong suốt cái quá trình sống. Và cái độ tuổi khởi phát thì rất là trẻ, người ta thấy khoảng 15 tuổi là khởi phát rồi. Và cái này nó nằm trong những cái top đầu của cái rối loạn lo âu mà thường gặp á. Nhưng mà nó lại rất hay bị bỏ sót chẩn đoán. Tại vì người bệnh người ta không nghĩ nó là bệnh, người ta nghĩ nó là cái tính nhút nhát thôi. Ví dụ đã một lúc nào đó mình nghe một người bạn của mình chia sẻ là mỗi khi mà bị gọi tên hoặc là mỗi khi phải đứng trước lớp để thuyết trình là bắt đầu hồi hộp, tim đập nhanh, mặt thì đỏ bừng lên, bụng rủng, nói lắp ba lắp bắp, trời vã mồ hôi, thì đó có thể là những dấu hiệu cho thấy người đã có rối loạn lo âu sợ xã hội hoặc ám ảnh sợ xã hội. Những nguyên nhân nào khiến chúng ta có thể mắc chứng rối loạn lo âu ạ? Và liệu rối loạn lo âu có bẩm sinh từ lúc chúng ta vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh này không ạ? Nó là một bệnh lý đa nguyên nhân. Đầu tiên nó sẽ có yếu tố về mặt sinh học. Như là khi sinh ra có thể bẩm sinh
trong bộ gen của mình á, nó có một số cái gen nó bị biến đổi, nó làm cho cái hệ thần kinh của người đó nhạy cảm hơn so với những người khác. Và khi mà người đó trong quá trình ta lớn lên, người ta gặp phải những cái stress, những cái xăng chấn trong quá trình tuổi thơ, ví dụ như là những đứa trẻ bị lạm dụng, bị bỏ rơi hoặc là bị bạo hành, thì nó có thể tăng nguy cơ làm cho cái hệ thần kinh của đứa trẻ nó bị rối loạn nhiều hơn. Và khi mà lớn lên, khi gặp những cái stress, những cái căng thẳng khác, nó có thể dễ dàng phát triển thành các bệnh lý, trong đó có rối loạn lo âu. Khi mà kể ra những cái dấu hiệu nhận biết rối loạn lo âu thì Ngọc Nhi thấy nó khá tương đương với cái cảm giác mà mình hồi hộp. Như lúc nãy bác sĩ nói là bị kêu phát biểu, thì ngày xưa mình đi học mình cứ không biết, mà cô kêu phát biểu thì mình ngại, mình quê là mình sẽ sợ, và tim cũng đập nhanh tương tự như vậy. Vậy đôi khi chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn rằng mình là người nhút nhát như bác sĩ nói, chứ không phải là đang mắc bệnh, thì làm sao để mình phân biệt được ạ? Cái này mình cũng rất là thường gặp trên trên lâm sàng. Khi mà thực hành thì rất nhiều bệnh nhân hỏi là cái tính tôi hay lo vậy thôi bác sĩ, chứ đâu phải bệnh gì đâu nhỉ. Thì thực ra để mà nói là nỗi lo thì chắc chắn ai cũng có hết, nó là một cái phản ứng bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà khi cái nỗi lo đó nó có các đặc điểm sâu, nó sẽ trở thành lo âu bệnh lý. Thứ nhất là nó lo âu trong quá nhiều vấn đề, người ta gọi là lan tỏa. Gặp chuyện gì cũng lo hết, những chuyện nhỏ nhỏ thôi cũng lo, hoặc là chuyện của người khác cũng lo giùm luôn. Chuyện của con, của cháu trong nhà, hoặc là kể cả chuyện của ông hàng xóm, bà hàng xóm mình nghe là mình cũng lo giùm nữa. Nó gọi là lo âu lan tỏa. Và nó thứ hai là nó có tính chất kéo dài. Ví dụ như mình lo lúc đó thôi, mình ngưng lại được, mình đi làm chuyện khác, mình tập trung vào chuyện khác. Nhưng mà người ta không ngưng được, người ta lo lắng hết ngày này qua ngày nọ, kể cả khi đi ngủ người ta cũng nghĩ về chuyện đó, người ta lo nữa. Thứ hai là nó có tính chất quá mức, có nghĩa là ví dụ mình lo ở một mức độ thôi, còn người ta là người ta lo quá mức hơn bình thường. Và nó sẽ đưa đến các cái triệu chứng về mặt cơ thể, ví dụ như là hồi hộp, tim đập nhanh nè, cảm giác khó thở, nặng ngực, tức ngực, hoặc là cồn cào dạ dày, hay bị gọi là trào ngược dạ dày thực quản nè, rồi hội chứng ruột kích thích chẳng hạn, nó cũng là một biểu hiện của cái rối loạn lo âu về mặt cơ thể. Còn một số người thì hay bị đau đầu, chóng mặt, hoặc là cảm giác tê bủng rủng tay chân mỗi khi mà có cái chuyện gì đó khiến cho người đó căng thẳng lo lắng lên. Và những cái triệu chứng đó nó không chỉ thoáng qua mà nó kéo dài luôn, mà nó làm cho người đó có thể rất là hoảng sợ nữa, cảm thấy giống như là sắp bị đột quỵ, sắp xỉu tới nơi vậy đó, và nhiều người phải chạy ra chạy vô cấp cứu rất là nhiều lần. Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng công việc, sinh hoạt hàng ngày và cái mối quan hệ xã hội của mình. Thưa bác sĩ, về thói quen nè, về lối sống hàng ngày, môi trường sống xung quanh của những người thân trong gia đình, nó có tác động như thế nào đến trẻ gây nên chứng rối loạn lo âu ạ? Thực ra môi trường sống nó cũng là một yếu tố góp phần trong cái cơ chế bệnh sinh của rối loạn lo âu, cũng như rất nhiều các rối loạn thuộc về tâm lý tâm thần kinh khác. Thì khi mà môi trường sống có nhiều những cái áp lực, những cái căng thẳng, thì nó có thể khiến cho cái đối tượng, cái người đó dễ phát triển các rối loạn thuộc về tâm lý tâm thần kinh. Mình đang nghĩ là cái đứa trẻ thì nó có gì đâu căng thẳng. Dạ đúng rồi, ví dụ như mình bắt đầu mình lớn lên mình mới lo cơm áo gạo tiền với cái áp lực, chứ còn ví dụ như đứa trẻ đi học thì có gì đâu căng thẳng. Nhưng thực ra ở độ tuổi của trẻ con, mỗi độ tuổi nó có những cái áp lực riêng của nó. Áp lực về học tập nè, áp lực về thành tích nè, áp lực về kỳ vọng của bố mẹ, của gia đình nè, áp lực trong mối quan hệ bạn bè chẳng hạn, nó cũng là những cái vấn đề stress căng thẳng đối với nó. Rồi những cái yếu tố về mặt văn hóa, ví dụ như là cái sự kỳ vọng quá nhiều và sự sắp đặt quá nhiều của bố mẹ, sự kiểm soát quá nhiều của bố mẹ trong gia đình, nó cũng có thể làm cho đứa trẻ dễ phát triển các cái bệnh lý này. Như thống kê của UNICEF mà Ngọc Nhi vừa nhắc đến ở đầu chương trình, thì có đến 12% trẻ thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi gặp phải những cái rối loạn tâm thần. Thì thật ra con số này cũng dễ hiểu, khi mà cha mẹ Việt Nam hay là mình nói chung là những phụ huynh châu Á hay kỳ vọng và con mình rất là nhiều, và cũng muốn bé học giỏi, đặt nhiều cái áp lực con nhà người ta. Cho nên là các bé gặp phải cái tình trạng là lo âu và bị kiểm soát hay căng thẳng hay stress. Thì bác sĩ sẵn đây có thể có một cái lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh, hoặc là cũng có chia sẻ về cái vai trò của người thân đối với trẻ vị thành niên trong việc có thể thoát khỏi những cái chứng rối loạn lo âu ạ? Có thể là văn hóa ở người châu Á mình kỳ vọng rất nhiều vào những đứa trẻ của mình. Ra đó là tình thương mà bố mẹ dành cho đứa trẻ thôi. Và có thể đôi khi cái tình thương đó nó trở thành áp lực đối với cái đứa trẻ, và nó có thể dẫn đến những cái vấn đề mà thực ra là cái bậc tình cha mẹ mình không hề mong muốn cái chuyện đó xảy ra. Thì vai trò của những cái người xung quanh những đứa trẻ nó
là cái nguồn hỗ trợ rất là quan trọng. Mình có thể thường xuyên tiếp xúc nói chuyện với trẻ hơn. Trong cái đời sống hiện tại, đời sống hiện đại thì mình nghĩ là bố mẹ sẽ hơi thiếu thời gian nhìn cho con, đặc biệt là khi mà đi làm về liên tục, có thể mình không có thời gian để gặp được, đi về là nó đã ngủ rồi, lúc mà mình đi làm thì nó chưa thức dậy nữa, cho nên mình sẽ rất ít thời gian để tâm sự, thì có thể mình dành thời gian dành cho con nhiều hơn. Đó khi mình kỳ vọng, mình nghĩ đó là cái điều tốt cho đứa trẻ. Còn cái đứa trẻ thì nó lại muốn cái khác. Cái điều mà mình thương mình dành cho nó có thể là nó chưa phải là điều tốt nhất cho nó. Thì cái điều tốt nhất cho nó mình nên trao đổi để cả bố mẹ và cả đứa trẻ cùng đi đến một cái thống nhất mà cả hai bên đều ổn hết. Khi mà mình chia sẻ với các bậc phụ huynh hoặc là những trẻ em trên lâm sàng đi thăm khám cũng vậy, mình nói là mình nên nói chuyện với nhau, tại vì mối quan hệ nó được xây dựng dựa trên sự cảm thông và hiểu nhau. Mình cần phải nói chuyện để mình tìm được cái điểm chung, là tiếng nói chung giữa trẻ và bố mẹ. Tại vì cái cách biệt về mặt thế hệ có thể nhận đến những cái suy nghĩ nó cũng khác nhau. Mình cần phải nói chuyện để hiểu rõ hơn, và mình trao đổi mình sẽ hiểu đứa trẻ của mình hơn. Đồng thời mình có thể phát hiện sớm những cái biểu hiện của lo âu, trầm cảm hoặc là những cái vấn đề khác, và mình đưa con mình đi thăm khám sớm hơn chẳng hạn. Khi mà trẻ bị rối loạn lo âu và được gia đình phát hiện kịp thời để tham gia trị liệu về tâm lý, tham gia khám sức khỏe, tư vấn và hỗ trợ, thì sau này liệu có nguy cơ nào đó khiến trẻ tái phát tình trạng này không ạ? Rối loạn lo âu nó cũng là một bệnh lý thường rất là dễ tái phát. Đa số các rối loạn thuộc về tâm lý, tâm thần kinh nó như vậy. Tại vì mình hiểu là nó có một phần về yếu tố về mặt sinh học, có nghĩa là cái bộ gen của người đó nó đã hơi nhạy cảm rồi. Cho nên bây giờ khi mình giúp nó ổn định lại, nhưng mà nó vẫn là một cái cơ địa nhạy cảm với những cái stress, những cái căng thẳng. Sau này khi mà đứa trẻ đó tiếp tục nó lớn lên, chắc chắn là cái cuộc đời phía trước của nó sẽ còn gặp rất nhiều những cái vấn đề căng thẳng, stress trong cuộc sống rồi, thì nó sẽ dễ có thể lặp lại, tái phát lại rối loạn lo âu, hoặc là có thể phát triển các rối loạn khác như trầm cảm và các bệnh lý khác. Do đó đối với những đứa trẻ mà sau khi mình đã hoàn thành cái quá trình trị liệu rồi, bác sĩ đã cho mình dừng thuốc rồi, ổn định rồi, thì mình vẫn cần phải duy trì một cái thói quen sống khoa học, sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên, và mình có thể là mình phải chăm sóc cái bản thân, sức khỏe tinh thần của mình kỹ xíu, tại vì mình biết là mình hơi nhạy cảm. Thì ví dụ như mỗi khi mà gặp stress, căng thẳng, mình sẽ cố gắng mình điều hòa nè, rồi mình phải thường xuyên duy trì những cái thói quen khoa học, tập thể dục đồ này kia hơn, để giúp hạn chế cái nguy cơ bị tái phát lại. Vậy làm sao để chúng ta có thể hạn chế được những cái nguy cơ xuất hiện cái chứng rối loạn lo âu ở trẻ vị thành niên, nếu như mà trong nhà chúng ta có những bạn trong độ tuổi này ? Đối với các cái biện pháp về phòng ngừa hiện nay cũng chủ yếu là những cái biện pháp về mặt thay đổi lối sống. Ví dụ như là mình có thể khuyến khích trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn, gặp bạn bè, tất nhiên là bạn bè tốt trong cái mối quan hệ. Và ví dụ như là có thể đưa cho trẻ tham gia những cái hoạt động mà trẻ thích, ví dụ như học bơi nè, tập thể dục thể thao nè, vẽ tranh, nói chung là những cái môn mà khiến cho đứa trẻ thích thú, nó thích tham gia cái môn nào thì mình sẽ cho trẻ tham gia cái môn đó. Mình cũng đừng ép nó quá, ví dụ như bố mẹ thích nó học vẽ tranh nhưng mà nó thích học đàn thì mình cũng không thể ép nó học cái khác được. Khi mà nó được tham gia vào cái hoạt động mà cái đứa trẻ nó cảm thấy hứng thú thì cái não nó lúc đó mới được kích thích, và nó sẽ giúp giải tỏa bớt những cái căng thẳng, những cái áp lực cho trẻ. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có thể khuyến khích trẻ có một cái thói quen sinh hoạt khoa học nè, đi ngủ sớm điều độ. Trẻ em bây giờ bắt đầu nó có thể chơi điện thoại đồ này kia, nó hay có thói quen thức khuya lắm. Giới trẻ bây giờ cũng vậy, mình hay gọi là cú đêm. Mình hay thức khuya rồi mình ngủ bù hôm sau, nhưng mà thực ra thì nó không có bù được đâu. Tại vì cái giấc ngủ nó có cái cơ chế sinh học riêng của nó, và thường là nó chỉ có chất lượng tốt ở đầu hôm thôi. Thì mình có thể khuyến khích trẻ là đi ngủ sớm đi, rồi ngày hôm sau mình thức dậy mình có thể chơi hoặc học hoặc làm cái gì đó tùy con. Rồi khuyến khích trẻ có những cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Tại vì cái ánh nắng và tập thể dục thể thao nó rất là tốt đối với việc mà phòng ngừa các cái bệnh lý. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Thanh Trâm ạ. Hy vọng rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những người thân trong việc giúp trẻ thoát khỏi những cái rối loạn về tâm thần, mà cụ thể ở đây là rối loạn lo âu. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn thấu hiểu con, luôn là người bạn đồng hành cùng con trong hành trình phát triển. Và để hiểu rõ hơn những thói quen tốt nào giúp bé có thể duy trì được một sức khỏe tinh thần thoải mái nhất và hạn chế được nguy cơ rối loạn lo âu, thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo. Những thói quen tốt để lùi rối loạn lo âu ở giới trẻ. 1. Hoạt động thể chất là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng và lo âu. Khi bạn tập thể dục, cơ thể bạn sẽ giải phóng endorphin có tác dụng nâng cao tâm trạng. 2. Ngủ đủ giấc. Vì khi bạn thiếu ngủ, cơ thể bạn sẽ sản xuất nhiều hormone cortisol hơn, có thể làm trầm trọng thêm lo âu. Ăn uống lành mạnh.
Chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp cải thiện tâm trạng và mức độ năng lượng của bạn. Hãy chọn thực phẩm giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Hạn chế đồ ăn chế biến sẵn và thức ăn nhanh cũng như đồ uống có đường. 4. Thực hành các kỹ thuật thư giãn. Các kỹ thuật thư giãn như yoga, thiền và hít thở sâu có thể giúp giảm bớt căng thẳng và lo âu. 5. Tránh caffeine và rượu. Caffeine và rượu có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu. 6. Dành thời gian cho những người thân yêu. Việc dành thời gian cho những người bạn yêu thương có thể giúp bạn cảm thấy được kết nối và hỗ trợ. 7. Học cách nói không. Nếu bạn cảm thấy quá tải, hãy học cách nói không với những yêu cầu bổ sung. 8. Tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu của mình, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Ngoài ra, người bệnh cũng nên chia sẻ với cha mẹ hoặc người lớn tin cậy về chứng lo âu của mình. Việc nhận được sự hỗ trợ từ những người thân yêu có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc quản lý lo âu. Rất cảm ơn bác sĩ Thanh Trâm ngày hôm nay đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất là thú vị để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn và đồng hành cùng với con yêu của mình ạ. Cảm ơn MC Ngọc Nhi, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Để Bác Sĩ Lo đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Ngọc Nhi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau.